Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1-800-NEW-DOCTOR hoặc 714-898-0765. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn sự trở lại của quý vị vào chương trình phần 2 của ngày hôm nay. Và chúng tôi khuyến khích quý vị gọi vào số điện thoại 714-893-3264 để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe, đến vấn đề y tế. Thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng tôi cũng cố gắng trả lời một hai số bệnh nhân gọi vào trong cái email address của ytlstv@gmail.com. Thì có một ông tên là Lan, một không biết ông hay bà Lan Đặng nhỉ, thì nói là có cái kết quả thử máu đường của họ đó là 1.7 nhưng mà không có cho biết A1C là 5.9. Đường là 1.7, A1C 5.9, bác sĩ Ngân thấy ok không? Có vấn đề gì không? Dạ, tôi nghĩ cái đường 3 tháng A1C 5.9 đó hơi cao nhưng mà chưa cao đủ rằng mình nghĩ là uống thuốc. Nhưng mà sắp sửa, tôi nghĩ 5.9 là sắp sửa bị tiểu đường, thành ra bớt ăn tinh bột. Tinh bột là gì? Cơm trắng, bún, mì, bánh mì Pháp, khoai tây, tất cả phở, tất cả cái đó là tinh bột, phải bớt mấy cái đó xuống. Không thôi, trước sau thì cái 5.9 nó sẽ lên tới 6.5. Thì bây giờ nói là cái LDL là 167 ha. Và cái HDL của ông là, được gọi HDL là 107 và LDL là 6.167. Thì cái HDL cao gốt lắm rồi nhưng mà cái LDL cao cũng không tốt. Thì trường hợp này 1.6, tôi nghĩ có bác sĩ Nhẫn phải uống thuốc chưa hay là chỉ cứ ăn thôi? Không, tôi nghĩ tới 167 tôi nghĩ mình bắt đầu mình cho uống thuốc hơi nhẹ và diet nữa. Có nhiều người họ tưởng là mình uống thuốc mình không cần diet, mình phải uống thuốc và diet, nghĩa là bớt ăn đồ chiên đồ xào. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin cho biết tuổi, biết ở đâu và câu hỏi. Hello, chào hai vị bác sĩ. Tôi tên là Phương đó bác sĩ. Chào bạn. 52 tuổi. Tôi có câu hỏi, tại gần tháng nay cái bàn chân á, bên tại phải trái mà cái ở trên trên cái bàn chân đó chị, mà đi nó xuống cả từng để cái ngón tay út nó cong nó cũng đau nữa. Giờ uống thuốc Tylenol thì nó hết, bây giờ nó bị trở lại, nó hết được vài bữa cái nó bị trở lại. Chuyện đầu tiên, bà có đi bác sĩ gia đình chưa? Dạ, cũng đi bác sĩ cũng cho uống thuốc giảm đau mà uống thì nó hết rồi, khoảng chừng hết uống thì nó đau. Dạ. Bà có bệnh gì khác không, bị tiểu đường hay là cao máu hay bệnh gì khác nữa không? Có bị cái gì á? Khỏe mạnh bình thường ha. Dạ. Bà bao nhiêu tuổi bà? Dạ, bà 52. Bà 52 tuổi. Bà nói là bây giờ cái ngón chân ở cái mu bàn chân hay lòng bàn chân? Bà nói cái lòng bàn chân. Ở trên là mu bàn chân. Đúng rồi. Chân, bác sĩ. Là cái mu bàn chân phải không? Tuy nhiên là thường thường tôi nói lòng bàn chân là cái dưới này, còn cái mu bàn chân là trên này phải không? Dạ. Ok. Mà người bà nghe nó tê hay nó đau hay sao? Nó giống như mình đi thốn. Đi thốn, ok. Rồi bà nói ngón tay út bên tay phải, tay trái. Ở trên bàn chân đó bác sĩ. Yeah. Rồi cái ngón tay là ngón tay út bên phải hay bên trái bà? Nó làm như mình cong vô, làm như mình gọt bẻ, nó okay. Đau đó. Dạ. Nhưng mà rồi nó đau lâu không hay là nó tự nhiên tự... Không, nó đau khoảng một tuần cái uống thuốc giảm đau thì nó hết. Okay. Hết mà cái hết được vài bữa, cái bây giờ nó bị lại. Sao bác sĩ Nhân nghĩ sao? Lúc đấy thì là mình theo em nghĩ có phải như mình hết kinh nó bị vậy không bác sĩ? Tôi nghĩ không phải vậy đâu. Cô nói là cô uống thuốc. Cô uống thuốc gì vậy cô? Tylenol, cô uống thuốc. Ở trên nó đau nhưng mà ở dưới cái gót nó có đau không? Cái gót của cái chân. Không, dưới gót không đau, nó chỉ... đau ở trên thôi. Yeah. Mà chỉ một bên. Mình đi mà để vì cái bàn chân bằng mấy đất nó đau. Nó thốn. Yeah. Nó... theo tôi thì bây giờ đó, cái chỗ này là metatarsal. Mà ngón tay nữa, thì to me, đối với tôi bà bị phong thấp, bị phong thấp rồi đó. Phong thấp rồi bác sĩ. Yeah. Bây giờ dù tại vì tôi được thử máu, tôi cần phải đi thử máu không đó? Yes, đi thử máu. Yeah. Thử máu nhưng mà thử máu cái loại gì để mình nói với bác sĩ gia đình nha bác sĩ. Yeah. Bà cứ nói phong thấp là người bác sĩ gia đình sẽ biết, là tại vì có nhiều loại phong thấp lắm. Việt Nam mình gọi phong thấp nó rất là rộng rãi, nhưng mà có rất là nhiều bệnh phong thấp khác nhau. Nhưng bà 52 tuổi, cái bệnh phong thấp này trong gia đình bà có bệnh sử gia đình qua bị phong thấp không? Không có ai hết. Tại vì mình nghĩ là chắc
mình mãn kinh nó chắc nó bị rỗng xương, rồi nhiều cái xương đồ nó cũng có thể được, phải không, bác cũng, sĩ? Cũng có thể, nhưng mà rỗng xương mấy cái tuổi của bà cũng có thể chứ, thường thường nó theo bà ốm hay bà mập, bà cao hay bà... Không, em có 108 mà 5 feet. Ok, 108 mà 5 feet thì vậy là bà cũng giữ lắm, mỗi ngày mỗi đi tập thể dục. Ok. Cái trường bữa nay là ngưng lại tại nó đau á, cả tuần nay không dám đi. Trường hợp của bà tôi nghĩ là most likely là cái tuổi của bà nó chỉ đau nhẹ nhẹ, nhưng cái chỗ đó có thể là một phong đấy. Thấp mà theo loại mà thuộc theo cái tuổi với lại mãn kinh, bà nói đúng. Theo cái tuổi của bà 52 tuổi mãn kinh đôi khi nó cũng làm và chút chút vậy thôi, chứ không phải là những cái bệnh phong thấp mà mình cần uống những gì bác sĩ theo. Bà tôi mãn kinh chuyện đầu tiên mà phải gặp bác sĩ gia đình đi thử máu cái đã. Thử máu có nhiều loại phong thấp khác nhau. Em gần tới rồi nè, nhưng mà em tính hỏi bác sĩ thử về cái phần gì để nói cho bác sĩ. Cái tránh là phải thử có bị phong thấp là bác sĩ gia đình sẽ biết, nhưng bác sĩ nhân có thể viết mà hai cái nha. Nếu cô có cái viết nhà, cô viết xuống hai cái này ha. Em đang cầm cái chiếc này, em đợi bác sĩ nói để em nhờ bác sĩ. Một cái đó nó gọi là RA factor. RA. Nói RA là ông biết rồi à. Rheumatoid arthritis factor đó. Cái đó là RA factor. Còn cái ở dưới đó là cái uric acid. Cái đó nhưng mà cái đó mà nó cao đó là mình bị cái bệnh phong thấp, gout. Rồi, cảm ơn bác, tại vì sáng có nghe chương trình của bác sĩ cũng nói về bác sĩ nhân nói với bác sĩ kia cũng dự cái về đau nhức nè. Dạ. Yeah, okay. Yeah. Rồi sáng có coi cái chương trình đó, giờ nó để chiều nay gọi lại cho bác sĩ hỏi. Rồi, cảm ơn bà nha. Dạ. Yeah. Cảm ơn bà. Hello. Dạ xin chào bác. Vâng chào ông cứ nói đi. À, xin hỏi em bác sĩ, tôi đang bây giờ đang dương cái chứng bệnh hơi bị đó. Herpes dạ. Herpes dạ. Hơi bị á. Dạ rồi. Dạ. Nhưng mà cả một tháng mấy nay rồi, nhưng mà cách điều trị sao bác sĩ? Bây giờ ông bị bên trên người, bên phải bên trái một bên phải không? Hay là trên mặt hay là chỗ nào? Cái môi. Đường niệu đạo á. Ồ. Herpes ở cái chỗ bộ phận sinh dục ha. Ok, rồi tôi hiểu rồi. Ở trên đó thì ông bị bao nhiêu lâu rồi? Tôi bị bữa nay nữa là một tháng một ngày rồi. Nó hết chưa? Chưa. Dạ. Yeah. Ông bị bao giờ chưa hay là lần đầu ông bị? Lần đầu tiên là bác sĩ. Ok, nếu mà đúng là herpes đó, bác sĩ ông phải đi bác sĩ gia đình, người ta coi có đúng bệnh herpes hay không là một. Sau khi đúng rồi thì cho uống thuốc, phải bác sĩ nhân. Yeah. Thường cho uống thuốc gì bác sĩ nhân? Họ sẽ cho uống họ sẽ cho uống một cái thuốc nó gọi là Zovirax hay là Acyclovir. Nếu mà ông muốn thì tôi viết cái tên cái bệnh herpes này đó, cái thuốc mà nó trị cái này 100% đó là cái bệnh là cái thuốc Acyclovir hay là Zovirax, để tôi viết xuống cho ông ha. Cái này thì ông thường thường nếu mà bị herpes đó thì nó hay bị đi về lại lắm. Thành ra mình nên uống thuốc để ngừa nó trở lại. Và đồng thời cái thuốc mà Acyclovir nó có hai loại, một loại thuốc uống capsule, một loại con nhộng, một loại thoa. Cái loại thoa thường thường là Medi-Cal hay Medicare nó trả, hãng bảo hiểm đôi khi nó trả, có nhiều hãng bảo hiểm không trả, thì nó mắc lắm. Thành ra thuốc uống cái Zovirax hay Acyclovir, bác sĩ nhân cho người ta coi đi. Cái thuốc này nó tên là Zovirax, nó có hai tên, một cái tên generic là Acyclovir. Generic đó là Acyclovir ở dưới đó, còn cái tên mà của hãng thuốc đó là Zovirax. Bây giờ ông nhớ chứ, cái do Acyclovir được rồi. Cái Acyclovir là bây giờ nó không có bán Zovirax cho ông đâu. Ông bảo ông nhớ cái Acyclovir đó ở dưới đó. Anh trả chút để bà xã chụp cái hình nha. Cái Acyclovir là bây giờ ông có Medi-Cal, Medicare hay bảo hiểm gì nó bán cái này không à? Chứ còn nó không bán Zovirax, forget about Zovirax. Ok, có rồi, xong rồi ha. Thì ông nhưng mà cái này ông đi mua không được đâu, bác sĩ gia đình mới cho ông được. Ông về tới gặp bác sĩ gia đình cho uống cũng mới 10 ngày mà thấy nó đi tiểu, đường tiết niệu cũng còn ra hoài vậy. Chắc phải đi trở lại bác sĩ gia đình coi đó. Với là vừa uống vừa tha nữa, cái loại mà thuốc này nếu mà ông tùy theo Medi-Cal hay Medicare thì ông hay là in commercial hay là bảo hiểm thương mại đó thì ông phải mua vừa uống vừa tha đó thì nó mau hết lắm. Rồi. Cảm ơn ông nha. Bây giờ khoan bây giờ này thì bây giờ chương trình tới đây tạm gián đoạn để tụi mình nói chuyện off air nha. Ông cứ đừng giữ điện thoại đây nha. Ông đừng có hang up, mình nói chuyện tiếp. Bây giờ ban kỹ thuật cho off air mình nói tiếp.